cháu đã việc đâu trở nên lúc này. Bản thân muốn cho chạy khi tôi chợt nhận ra đời tao không thể bay với đôi bàn tay cháu là tuy rằng tao yêu nhạc rap thì lý trí phải chiến thắng để cho ta mấy ngàn. Cuộc sống đời có khăn với trăm ngàn cái đắng, tao không may mắn nên tao phải cố gắng hy sinh tuổi xuân để lấy tao có nắng. Điều đó khi suy nghĩ tao trở nên giản dị và cũng kéo theo nó nên tao có những vết thương không bao giờ lành hẳn. Mà qua đó tao trải nghiệm cuộc sống với cái nhìn sâu sắc và rất nhiều khía cạnh. Tao biết đời người như chiếc lá mỏng manh, rồi sẽ có ngày chiếc lá phải lìa cành. Chạy lòng thương thay kẻ và phụ tục tử, cả đời tranh đấu cuối đời còn gì đâu. Nhắm mắt ra đi khi trái tim ngừng đập, linh hồn đầu thai và một con người khác có thể xác ở lại. Trở về với cát bụi rồi biến mất mãi mãi, đó là nhân quả khó tránh. Để tao sống chậm lại, tao sẽ cho nhiều hơn và không hại bọn ai. 2012 ta làm nhạc trở lại, tao muốn tụi mày biết rằng tao tồn tại qua những bài nhạc không mang tính thời đại, đơn giản là trải nghiệm trong đầu tao lưu lại. Bẩn thỉu tục tĩu chắc là không hợp tai, nếu không thích đừng nghe.